Sẽ không sao đâu, không còn dấu vết gì của sự lây nhiễm nữa. Thôi đi mà, anh nhột quá, thôi đi. Cô cần một ít thời gian để phân tích các manh mối, nhưng chắc chắn là cô sẽ tìm ra được nguồn gốc của sự lây nhiễm. Dạ, trong lúc đó thì tụi em có thể làm gì ạ? Các em đã vất vả rồi, cô nghĩ là các em nên nghỉ ngơi. Cô sẽ liên lạc lại sớm với các em nha. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây? Thì nghỉ ngơi. Hả? Nghỉ ngơi? Thiệt hả? Ừ. Cho đến khi tiến sĩ Lightboy tìm ra được nguồn gốc của sự lây nhiễm. Tụi mình không có gì nhiều để làm đâu. Tụi mình cần phải chăm sóc bản thân một chút. Đồng ý. Đi chơi thôi. À ha. Hiếm khi chúng ta có dịp đi chơi chung với nhau. Đi phố cổ chơi đi. Nhanh lên. Đi ha. Thật ra thì mình cần tới một nơi. Đáng lẽ phải nghĩ ra ngay từ đầu mới đúng. Đúng rồi. Thiên đường, nơi có bánh tráng trộn ngon nhất thế giới. Thật ra thì mình không thể chờ thêm nữa. Đi kiếm chỗ nào ngồi đi. Mình biết một chỗ nè. Đi thôi. À, xích vô. Lâu lắm rồi tụi mình mới có một ngày đi chơi đã như vậy. Không báo động, không lây nhiễm, không bọn vi khuẩn luôn. Ủa, mà tụi mình không nhận được tin gì từ tiến sĩ Lightboy hả? Không thấy tâm hơi gì hết. Thôi mà, chúng ta cứ tiếp tục tận hưởng giây phút này đi. Ước gì giây phút này kéo dài mãi. Mình đáng là tụi mình phải quay về làm việc thôi. Tiến sĩ đã định vị được bọn vi khuẩn để ở nhà máy xử lý nước gần đây. Vậy đây sẽ là nơi kết thúc cuộc chiến giữa ta và bọn vi khuẩn. Thông tin của tiến sĩ Lightboy thì chúng nó ở trong khu vực xử lý nước. Chính xác, nó đó. Ôi không, họ vào công ty kìa. Tụi mình không thể để cho họ vào. Họ có thể bị bọn vi khuẩn lây bệnh đó. Để mình lo cho. Mình có thể giữ họ lại một lúc.
nhưng không được lâu đâu. Ủa, gì vậy? Nhanh lên các bạn, chờ một chút. Mình đã cô lập bồn chứa nước, bọn vi khuẩn sẽ không thể thoát ra được. Lần này tụi mình sẽ dùng cái này để bắt chúng. Bọn vi khuẩn, bọn ta tới đây. Vậy An ấm áp sẽ hát nốt cao để thôi miên bọn vi khuẩn. Thành thông thái sẽ chờ sẵn bên cạnh để tấn công chúng khi chúng yếu đi. Còn mình sẽ lo hết mọi thứ mà bọn vi khuẩn đó quăng vào tụi mình. Hiểu rồi. Bọn vi khuẩn kia, ra khỏi đó đi. Bọn ta đã sẵn sàng tiếp các ngươi rồi đây. Sáu bước rửa tay đúng cách. Làm ướt hai bàn tay bằng nước sạch. Thoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà sát hai lòng bàn tay với nhau. Dùng lòng bàn tay này chà sát chéo lên mu bàn tay kia. Dùng đầu ngón tay của lòng bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón tay của bàn tay kia. Chà mu các ngón tay bên này lên lòng bàn tay kia. Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng ngón của bàn tay kia. Chụm năm đầu ngón tay của bàn tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lại.